đến của bạn nằm ở bên phải. Gừng sữa, đây gọi là gừng sữa. Người ăn chứ 5 cây. Người ăn 5 cái cây. Ngọc lộn ra thử Ngọc. Cái đấy là cái gì cũng thế đâu. Lộn đi, lộn đi Ngọc. Lộn em xem. Mình thử hết đi. À bánh su sê hả? À bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt. Và cái đó là sầu. Ủa anh Ngọc ơi, 2 cây ít quá. Thôi, cây thôi, anh ít ơi. Không có giò, chỉ có bò với gân thôi. À đúng rồi, cái này giống như nằm. Không biết bò hay là heo. Bò hết á, ở đây là bò hết á. Ở đây không có heo. Cái này hay cái này nằm hả? Nằm hay gầu? Mua về mấy bình đi anh. Lâu lâu nay buổi trưa hả anh? Em mua chiều á. Thank you.
Giờ này hết chè hả con? Còn chuối đây. Này đi uống trà hả?